Quý khách đang tìm nhà gần với lại Mỹ Đình, gần với lại Tây Mỗ, Đại Mỗ, gần với Hà Đông và tiện với trục đường đi làm ở Galaxy Co Lê Trọng Tấn đi ra tới Đại lộ Thăng Long, hoặc quý vị đi làm ở theo trục đường 70 thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Ngọc Ánh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị căn nhà 5 tầng xây mới sổ đỏ chuẩn chỉnh hướng nhà Đông Nam. Quý vị nào đang tìm nhà hướng Đông Nam mà thuận tiện cho những cái cung đường đi lại như em vừa chia sẻ thì đừng bỏ lỡ nó, bởi vì thiết kế của ngôi nhà rất là đẹp, rất là hợp lý. Ngõ trước nhà được khoảng tầm 2m2, cách đường ô tô đi lại khoảng tầm 100m là ra tới trục chính. Xung quanh ngập tràn tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Vị trí của nó thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông này, đi làm ở Mỹ Đình này, đi làm ở Nam Từ Liêm, hoặc quý vị đi làm ở địa phận Hoài Đức. Căn nhà này thì được thiết kế xây mới hoàn toàn, diện tích 31m2, thiết kế và xây dựng là 5 tầng, 3 phòng ngủ rất là rộng. Xung quanh tiện ích dân sinh, chợ trường phường trạm đầy đủ. Tính từ vị trí ngôi nhà này mà ra tới trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông thì nó chỉ khoảng tầm 1,2 km thôi thưa quý vị. Và tính từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới trục đường 70 thì nó rơi khoảng tầm vài trăm mét. Và thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể thiết kế của ngôi nhà 5 tầng chỉn chu đầy đủ công năng sử dụng cho một hộ gia đình. Thiết kế cửa chính của ngôi nhà thiết kế là cửa thép vân gỗ, nó là một trong những cái chất liệu rất là mới và hiện đại hiện nay. Nó thay thế cho cửa gỗ, tuy nhiên rất là đẹp, độ bền rất là cao. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đó. Cụm dự án này thì có 7 căn và đã bán 5 căn, chỉ còn lại duy nhất 2 căn thôi ạ. 2 căn còn lại thì còn một căn hướng Đông Nam và còn một căn hướng Tây Nam cho quý vị. Thì cái thiết kế Ngọc Ánh sẽ quay căn hướng Đông Nam, và cái ngôi nhà này thì nó không phải là nhà vuông hẳn mọi người ạ. Nó mặt tiền của nó tương đối là rộng cho nên thiết kế rất chi là hợp lý nhé. Đấy. Tùy theo khổ đất, nếu như quý vị nào đang có những khổ đất mà 30-31m2, mặt tiền 6-7m thì có thể tham khảo cái mẫu thiết kế của ngôi nhà này, làm sao cho nó hài hòa, hợp lý, công năng sử dụng mà vẫn đầy đủ hết cái chức năng cho một hộ gia đình sử dụng. Phần tầng 1 đây, đây Ngọc Ánh đang đứng là phần phòng khách của ngôi nhà. Phần hoàn thiện cơ bản của ngôi nhà này đã xong hết 100% theo đúng như hiện trạng, là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Căn nhà này quý vị có thể vay ngân hàng tới 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 6, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị, và quý vị chuẩn bị trước phần tiền mặt trong phòng ánh. Với một ngôi nhà giá nhỉnh 3 tỷ một chút xíu thôi mà cả được cái công năng sử dụng, được cái vị trí đi lại rất là thuận tiện. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, rồi là phần hệ thống đèn LED, trần thạch cao đều lắp đặt đầy đủ. Đấy là phần phòng khách và đây là phần không gian phòng bếp. Với phần phòng bếp, chủ nhà thiết kế tối ưu. Diện tích nhỏ nhưng mà phần tủ bếp vẫn được thiết kế và lắp đặt đầy đủ. Tủ bếp thiết kế là gỗ MDF. Phụ kiện bếp lắp đặt cho quý vị xong xuôi. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt riêng biệt từng căn. Ngoài xin nhắc lại, 5 căn, 7 căn đã bán 5 và còn duy nhất 2 căn. Một căn hướng Đông Nam và một căn hướng Tây Nam thôi thưa quý vị. Mặt bếp ốp đá granite và xung quanh bếp ốp kính ốp bếp. Ngoài ra, tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng cho quý vị ở dưới phần tầng 1. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái công năng sử dụng 30-31m2 mà xây 5 tầng thì thực tế luôn là không thể chia phòng khách riêng, phòng bếp riêng được. Bởi vậy mới nói là cái đấy thì chủ nhà cố gắng thiết kế tối ưu công năng thôi mọi người ạ. Còn nếu như mà mong muốn thì ai cũng mong muốn là phải một phòng bếp riêng rộng, một phòng khách riêng rộng, thì những cái đấy, những cái nhu cầu như thế thì nó không có với những cái căn nhà diện tích như thế này. Ngăn cách giữa phần cầu thang phòng khách thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một vách CNC ở đây là gỗ. Tay vịn cầu thang thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 cũng thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng, và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và em đang bước lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà với thiết kế như thế nào mà được 3 phòng ngủ ạ? Tầng 2, tầng 3, tầng 4. Mỗi một tầng thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng ngủ rộng đúng như thực tế, một phòng vệ sinh sử dụng như ở trên video. À. Các phòng đều có cửa sổ, ban công thoáng. Với ngôi nhà này hướng nhà là hướng Đông Nam cho nên là nó rất là mát. Quý vị nào đang tìm hướng Đông Nam thì đừng bỏ lỡ, bởi vì hướng Đông Nam không có quá nhiều mọi người ạ.
tùy theo từng khổ đất, cho nên là chủ nhà chỉ thiết kế được như vậy. Và có sao thì em cũng review chia sẻ cho quý vị cụ thể là như vậy. Phòng ngủ vuông vắn, công năng hài hòa, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, lắp đặt xong hết. Đây mọi người có thể nhìn thấy, rất là rộng, vuông, kê đồ nội thất rất là dễ. Và phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 2. Với phần phòng sử dụng ở tầng 2 này đây thì có cửa sổ mở hướng ra phía bên ngoài, đầy đủ với phần bồn cầu cũng như hệ thống sen tắm, lavabo, bàn đá. Và phần phòng vệ sinh thì được chủ nhà ốp lên trên tới tận trần, ốp gạch khá là sạch sẽ. Đây. Hệ thống điện, nước. Nước thì sử dụng ở đây là nước sạch sông Đà, điện lực EVN Hà Nội, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Quý vị hoàn toàn yên tâm. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Và phòng ở tầng 2 thì vệ sinh để ở phía bên trong. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm mẹ Việt Pháp mọi người nhé. Và mời mọi người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Với phần tầng 3 của ngôi nhà thiết kế sử dụng cho quý vị y như tầng 2. Tuy nhiên nó chỉ khác một chút thôi, đó là phần phòng vệ sinh. Thì tầng 2 đặt ở bên trong, còn tầng 3 để ở phía bên ngoài. Còn đâu thì thiết kế như nhau. Phòng ốc rộng vuông vắn. Quan trọng vị trí đi lại phù hợp với công năng sử dụng cũng như là cái cung đường đi lại của quý vị. Và quan trọng hơn hết đó chính là tầm tài chính sẽ quyết định lên vị trí quý vị mong muốn. Quỹ đất thì càng ngày càng thu hẹp lại, cho nên khách hàng cứ bảo rằng tại sao giá càng ngày lại càng cao. Trải qua từng năm mà Ngọc Ánh làm việc thì Ngọc Ánh có cảm nhận rằng là cái giá nó cao lên thật. Bởi vì sao ạ? Cái quỹ đất từng nơi bây giờ xây lên rồi thì cái quỹ đất nó càng ít đi, cho nên cái giá về sau mua đất nhập đất xây nó cao lên. Đồng thời giá vật liệu xây dựng sắt thép tất cả mọi cái đều ảnh hưởng bởi thị trường, cho nên cái giá cả của ngôi nhà nó cũng bị tăng lên theo năm tháng. Cho nên quý vị cứ mua được tại thời điểm nào là tốt tại thời điểm đó. Mời quý theo em lên tiếp theo tầng 4 của ngôi nhà. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế cũng như tầng 2, tầng 3. Bởi vậy cho nên mà lên tới tầng 4 mà anh đã chia sẻ với quý vị ngay từ phía dưới tầng 1. Một ngôi nhà 5 tầng thiết kế công năng sử dụng 3 phòng ngủ rộng, 4 phòng vệ sinh, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Mỗi một tầng gồm một phòng vệ sinh. Đó. Thiết kế được 3 phòng ngủ rất là rộng. Với giá bán nhỉnh 3 tỷ một chút, sổ sách chuẩn chỉnh, bàn giao nhà luôn. Mọi người hoàn toàn yên tâm rằng là cái pháp lý có ok hay không, có dính vào trong quy hoạch hay không. Bởi vì nếu như mà trong quy hoạch thì không ngân hàng nào hỗ trợ cho quý vị vay cả. Bởi vậy cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi tất cả các nhà mà Ngọc Ánh review chia sẻ cho quý vị, các nhà nào cũng hỗ trợ 70 đến 80% giá trị ngân hàng sau khi ngân hàng định giá mọi người nhé. Đó. Tất cả các phòng đều thiết kế giống nhau, phòng vệ sinh thiết kế bên ngoài đây. Phòng nào cũng công năng đầy đủ. Bồn cầu liền khối. Hệ thống sen tắm, cửa sổ thông thoáng, lavabo, cửa nhà vệ sinh đây. Thiết kế chỉn chu, xung quanh vị trí chợ trường phường trạm chỉ cách phạm vi bán kính nhà tầm 500-700 m, trung tâm thương mại, trạm y tế, trường học cũng như là các bệnh viện lớn đều xung quanh nhà, phạm vi bán kính chỉ 2 đến 3 km quay đầu, rất là thuận tiện. Cho nên quý vị đừng chần chờ gì mà hãy gọi ngay cho Ngọc Ánh để có thể sở hữu ngôi nhà mơ ước mới nhất cho mình nhé. Và mời người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà nha. Và đây là tầng cuối cùng của ngôi nhà, với tầng cuối cùng thiết kế cho quý vị phần sử dụng ở đây. Quý vị có thể thiết kế là phòng thờ nhỏ nhắn, hợp lý, gọn gàng, và phần còn lại sân phơi. Đây là phần sân phơi siêu rộng của ngôi nhà. Ngoài này là quý vị có thể để máy giặt. Nói chung nhà bán theo hiện trạng, có sao thì em quay review chia sẻ cho quý vị là như vậy. Sau này về quý vị có thể làm thêm một cái mái tôn nữa lên, rộng, thoáng. Đây là phần sân phơi cũng như mọi người có thể nhìn thực tế xung quanh, dân cư, hàng xóm. Nó nằm ở trong khu dân cư rất là đông. Đứng từ vị trí ngôi nhà này có thể nhìn thấy Vinhome, Smart City, có thể nhìn thấy trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.